hôm nay là nhậu lần lần được rồi. Đang đâu vậy? Không có chạy xe gì hả? Không có chạy hả? Rồi có ai đặt hàng gì trước chưa? Hả? Lần hả? Đến qua Tết rồi mình lấy xe không đi chơi mà có người đặt hả? Dự định thôi, tại vì cũng chưa nắm rõ lắm, nhưng mà cái đó là chỉ nói thôi, họ chỉ còn câu cây thì ai cứ đi bình thường. Ăn Tết bữa mấy hả? Bữa nào muốn ăn thì ăn rồi chứ còn biết bữa mấy đâu ăn Tết. Thấy ngày nào cũng như ngày nào. Muốn nhậu thì cứ nhậu à. Hả? Chính là 29 là cứ ông bà đó hả? Đưa ông bà đi hả? Vậy hả? Này hình như là cũng cứ 29 thì phải. Vậy hả? Chưa chịu 29 thì tổng diễn hả? Rồi. Ôi chết trời, quên hả? 29 đi Bạc Liêu rồi. Để coi theo cái chiều, sáng đi, sáng mới đi chắc cầu tí qua tới ngày 30 mới về mà. Quên chứ. Con đi mà. Ừ, sẽ có cậu bên ngoài về đó. Tới nay Thảo còn làm à? Ủa chưa đi? Rồi, hay gì bữa nào alo nha. Có mướn xe được mấy chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi hả? Xe là có mới gọi đó. 7 chỗ ngồi mà có 700 ngàn, ngày mình đổ xe rồi mình tự chạy đi luôn. Anh dám chạy không? Không, Ân nó chạy. Nó 7 chỗ ngồi, thí dụ đi chơi Sài Gòn này nọ, Ân nó biết được hết trơn, nó chạy được. Đi bữa nào thì đó, thằng không mới gọi đó, thì có gì hỏi nó trước rồi đó. Đặt nó trước. Ngày mai bắt đầu chiếc kia mới lên thành phố rồi đó. Nhưng mà... Mình thành 8 đi. 8 đi coi chợ bông luôn. Chơi bông đâu? Ở thành phố á. Chứ không phải 29 hả? Ừ, 28. Tối 28 nó mới đầu tổ chức mà. Chị hai của anh Kim Ly nói. Chị Kim cũng đi ra đó nữa đó. Cái chợ bông vô tao đàn là bây giờ bữa ngày bữa 25 là nó đã tổ chức, chị 25 là tới. Đã có mở cửa rồi. Chị 25, chị hai nhớ lộn á. Con bữa qua con mới coi báo. Chụp hình đẹp lắm. Thì nó chị 25. Đó thì không. Không có ở không thôi. Thì còn mới thấy con có làm gì đâu. Đi tối ngày ra ông vợ làm không, trời ơi. Thì công việc nó chỉ vậy thôi chứ giờ bắt con làm gì nữa giờ. Công việc con làm việc khác. Xe 700 ngồi, 700 ngồi mà mình mướn 700-800 ngàn ngày thì xăng mình đổ mình tự chạy làm sao làm. Tính theo ngày tính tới vậy. Dạ đúng rồi. Đây coi giờ cũng muốn đi ngày nào con hỏi nữa đi, con hỏi lại nó coi sao. Em quyết định có đi thì đừng hỏi đừng bút coi. Ấy mà đi hơi coi. Mà em nói đời 29 đi về Bạc Liêu. 28 đi. 28 đi Sài Gòn chiều chiều về hả? Đi coi ấy rồi tối vậy luôn. Thì về luôn Bạc Liêu luôn hả? Hả? Trời Sài Gòn mà đi. Không, về xe là tả xe rồi đi Bạc Liêu tới xe này. Hả? Chứ. Nó thì nếu mà muốn 7 chỗ ngồi thì mình đi thì muốn đi 28 anh chơi 7 28 cũng được. Đi thì con chở vợ con theo luôn. 28 đi. Rồi vậy nhỏ cho biết thì xe nó rộng rãi thoải mái. Đi 2 ngày đi ông. 2
2 ngày hả? Em 7 mình đi. Chiều 7 vậy là ngày mai. Ngày 26 rồi. Thấy chưa? 25 à. 26 em. Ừ. Không rồi. Hồi sáng mở mới hỏi con phải không? Hỏi Nam 7 hả? Thôi con nói 26 mình. Rồi vậy là hôm nay muốn hôm nay 28 đi. 28 đi, 29 về. Ăn nó muốn đi mua 29 mình đi chưa ít, nếu ăn 29 mình chỉ chiều. Không ạ, con về dưới con về liền luôn. Về liền, nếu đi vậy phải đi sớm để thôi. Chừng nào cũng được hết, không quan trọng. Cái ngày em quyết định đi nếu được thì nó phải hỏi nó book cho người ta luôn để nhiều khi xe người ta mướn à. Tóm lại về hỏi Nhung ở không đi mà. Không, vợ con nó đi không đi không quan trọng, tại vì nó đi là nó đi không không à. Con sợ gần Tết nó không chịu đi không, bà buồn quá nó không chịu đi không. Giao tiền mấy đứa kia. Cái tiệm thì không đi, cái tóc á thì nó hay, cái tiệm thì thấy coi hỏi nếu nó không đi thì sáng 8 mình đi, quan trọng là mở đó, quan trọng là mở đó. 7 là ngày mai rồi đó. Bây giờ vậy đi, bây giờ cái xe nó có về chiều 27 á, chiều 27 á thì để coi hỏi coi chiều sáng đi 5-6 giờ thì mới có xe ở nhà, về là qua 28 đi 5-6 giờ xe nhà thì mình thì cũng được, nhưng mà đi sáng 28 mình đi đi. Ừ, đi sáng 28 đi, đi sớm. Rồi là sáng là cái đầu cái chiều hâm chiều tối hơn 9-10 giờ khuya 20 giờ khuya cũng được, mình về hết hả, mình chơi đã buổi chiều đó mình về, chơi nguyên ngày mình về. Xe nhà thì xe thuê thì nó là tính lái được ngày thôi mà. Xe nó con muốn chạy hoài gì. Nhưng mà em muốn đi mấy ngày như thế nào đừng biết. Sáng là tám tám mươi lấy đi rồi tới 29 về hay là 30 gì đừng giao ngày xe người ta đừng ta biết. Sáng 28 về, 28 về thì trong ngày, còn cái đi Bạc Liêu thì Bạc Liêu 29-30 thì cũng được đó, thì bảy trong ngồi coi sắp xếp cái mình thêm vợ chồng nó luôn rồi. Bên kia thì cứ ông bà sớm Bạc Liêu tới 30 cũng ông bà. Thằng hỏi coi nó có xe không? Bảy trong ngồi lớn xe này hả? Thì bảy trong ngồi là 7 người. Bảy trong ngồi 7 người, tài xế tính coi là 8 đấy. Nó chạy nó biết đường à. Ừ, gốc cái 28 ở xe có rảnh không? Rảnh đi, rảnh đi, rảnh đi. Ừ, 28 nha. Chắc không, chắc không, chắc không. 28 lấy xe đi sáng đi sớm đi Sài Gòn có việc. Ừ, chở mấy bà con bên bên cậu ra bên nước ngoài về nè, chở đi Sài Gòn chơi trong ngày về. Ừ, rồi hỏi luôn rồi, xe bao nhiêu tiền ngày biết vì ông cho tiền mình mới mình trả. Đẹp à, không phải mà phải. Không hỏi 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 biết cái gì nó chỉ nhau vậy. Ừ, báo thôi, báo liền đi, báo điện thoại cho vợ mà hỏi cái ảnh không, rồi báo liền đi đừng có gì nó chỉ nhau cái gì thôi. Ờ, mình tự chạy nha, mình tự chạy nha, mình lái á. Ừ. Rồi rồi ok. Nhưng rồi giờ chắc cú có xe nha. Rồi, rồi ok, sáng sáng chạy vô tôi lấy xe cho mày. Rồi vậy ha. Rồi ok, có 8 sĩ 800 ngàn ngày. Ok. Ngày Tết. Vậy là tính ra thì đi thoải mái, mình lái mình chạy đâu thì chạy, đi lúc nào cũng được. Rồi cái vụ mà ví dụ xe đó thì giấy tờ của họ họ đã có sẵn cho mình như vậy. Sẵn rồi. Rồi lỡ mà có chuyện gì thì sao, phải như thế nào? Người ta chịu. Người ta chịu xe cổ. Đâu có chuyện gì cậu con. Không, chuyện có quẹt thì hao đâu của người ta đó. Là cái đó là bảo hiểm của người ta lo hay sao? Cái đó xe nó không biết có bảo hiểm không, nhưng mà không. Cái đó phải học kỹ lại coi có bảo hiểm này nào, không có mà luật pháp đó. Xe lúc nào có quẹt bảo hiểm nó phải chịu chứ anh. Nhưng mà cái thằng đó nó cũng có anh xe này xe quen. Quen, xe con chạy hoài mà biết rồi, nhưng mà lúc lấy xe hỏi có giấy tờ bảo hiểm bỏ theo này nọ thí dụ vậy đó, thì mình lái xe là cái gặp thí dụ cái gì ta hỏi xe có giấy tờ hay bảo hiểm này nọ theo cái luật pháp giao thông vậy đó cho nó đầy đủ rõ ràng chứ còn bảo hiểm nói thì chắc bảo hiểm con nghĩ trong một chiều thôi, hai chiều thì mấy chiều thì mấy, nhưng mà phải có theo luật pháp. Xe bắt buộc thì nó có bảo hiểm bắt buộc thì nó có, nhưng cái bảo hiểm thêm nữa về vật chất với xe thì là không có. Sao con nghĩ vậy? Lỡ ví dụ có hư hao chạy trưa thì sao, ví dụ mình cũng hỏi rõ ràng. Cái xe này nó
có cái tầy tùm lum hết rồi. Tại vì nó đi liên tục mà. Một nó có tài xế, nếu mà mướn tài xế nó có tài xế chạy luôn hả? Chạy luôn. Còn không có thì mình chạy luôn. Như quen biết, thường thường quen biết mấy nó đưa mấy đưa vậy, chứ còn thường nó đưa tài xế của nó chắc. Đúng rồi. Thì nó biết có tin tưởng mình đã trải qua rồi cái gì thì nó thằng này nó bằng tuổi con á. Mấy chiếc? Nó còn chiếc cái đó. Chứ nó có mấy cái ghe đi bơm cát. Nó lên giàu lên nhờ thì đi bơm cát. Rồi nó mới sắm xe nó đi. Nó thuộc minivan rồi, cái bảy chỗ ngồi minivan. Chiếc Innova có biết không? Của xe gì? Innova của Toyota. Toyota. Đít bầu bầu hả? Đít bầu không? Không. Đít cái bạc. Đâu? Đây coi có chạy đường chỉ chưa? Xe nó ngồi thì rộng rãi thoải mái. Lên Sài Gòn biết chỗ ngồi là như xe bảo. Ừ, cộng luôn người lái là 8 chiếc ngồi. Người là hai băng hay sao? Hay là hai băng là 6 người, với ngồi ngồi bên đây là 7 người. Đó. Tài xế là 8. Thì vậy thì cũng vừa rồi. Thì em đi chơi cho mấy nhỏ đi chỗ nào trò chơi. Đó, chiếc chạy sao đó, chiếc màu sữa đó. Cái này. Cái này luôn nè. Đó. Đang đậu đó. Cái số tự động không hay là số sàn? Cái tự động thì lại có 7 người ngồi. Tự động cái hàng ghế sau nó sẽ chỉ có mỗi ghế có 2 người thôi. Ở cái ghế giữa 2 người, ghế sau 3 người. Mà mấy xe chạy dịch vụ thì nó không dịch vụ tự động. Mà nếu Innova 7 chỗ thì tự động ở Việt Nam thì bán ế. Tại sao? Nó không mạnh, không ít chỗ không có tiện. Ít chỗ ngồi á. Ủa tự động ít chỗ ngồi. Ít hơn một chỗ. Ngồi gì? Tức là cái ghế nó làm cho cái lối đi là chứ là mình lên là cái đi thẳng lại sao ngồi luôn, chứ không phải bật ghế lên như là cái xe mấy xe chỗ này mấy xe mình số sàn. Nhưng mà số tự động thì lại mắc tiền hơn cái số sàn nhiều lắm. Đúng rồi, số tự động thì nó 700 nó 86 chiếc.